Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, tiếng nói cục dân vận. Anh dương lên soi sáng khắp biển đầu, anh dương lên soi sáng khắp biển đầu, anh dương lên soi sáng khắp biển đầu. Chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, từ cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liền, mà ta cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng mạnh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiếng kêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, thượng đế, trời, Phật và hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá.
xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nài, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình. Chúng tôi đại biểu Pha Lê của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa Đại Tam. Trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng đồng bào thân yêu khắp nơi, trong và ngoài nước. Chương trình Tiếng Nói của Cục Dân Vận tiếp tục cống hiến gửi đến cho tất cả quý đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới. Những thông báo, thông cáo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và những thông tin cần thiết gửi đến cho đồng bào anh chị em khắp nơi biết về hành trình giúp dân cứu nước của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Để tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết lại cùng Đức Quốc Công Tổng thống giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Và sau đây kính mời tất cả đồng bào, anh chị em tiếp tục theo dõi chương trình của Cục Dân Vận. Trân trọng kính mời. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bill Box 2807 Anaheim, CA 92814. Cao trào ủng hộ Đức Quốc Công làm Hoàng đế, ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kính thưa đồng bào, quý chiến hữu, quý tướng lãnh, đại biểu, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời,
Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, trong mục đích phục vụ Tổ quốc, phù hợp theo truyền thống của Tổ tiên và bày tỏ sự tôn trọng ý dân, cùng nhau đoàn kết bảo vệ Giang Sơn khi bị giặc xâm lăng. Ngày 11 tháng 1 năm 2022 vừa qua, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã công bố thỉnh nguyện thư của toàn thể giới chức thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và đại biểu Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa khóa 1, thành khẩn mời Đức Quốc Công lên ngôi Hoàng đế để giữ vững bờ cõi, triệt hạ chủ nghĩa cộng sản, một thứ lý thuyết ngoại lai đang tàn hại đất nước ta hơn bất kỳ một tai họa nào khác. Thành ý này cũng nhằm rút ngắn tiến trình giải thể chế độ độc tài, độc tôn, độc ác của tà quyền Cộng sản Việt Nam tay sai tàu cộng để thay thế bằng một nền quân chủ hiến định hợp lòng dân. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời cũng rất đồng lòng tán trợ và ủng hộ thỉnh nguyện của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng với quý đại biểu và ba quân tướng sĩ để tổ chức lễ vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại Hoa Kỳ, tức là ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại Việt Nam. Chọn ngày này cũng để thông công chia sẻ với các chiến hữu và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, mong xóa đi phần nào những vết tích và sự uất hận, đau đớn của người dân hai miền Nam Bắc, vì tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh đã cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra cuộc chiến nồi da sáu thịt cho đến khi chúng tiến quân vào Sài Gòn cướp chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nên nhớ, chúng ta là những người hữu thần khi dấn thân phục vụ để mong đem lại hạnh phúc, tự do, no ấm cho toàn dân và cộng đồng nhân loại, là những việc tốt lành đều được ân điển của Thượng Đế, Trời, Phật. Nhất là những người chân chính, có tâm huyết, có tấm lòng như chúng ta, đương nhiên sẽ được huệ năng và càng thêm may mắn, hào khí, danh dự khi được vinh hạnh tiếp bước đồng hành với một đấng chân mệnh như Đức Quốc Công để triệt tiêu chế độ vô thần cộng sản, là một mối họa khủng khiếp của nhân loại mà kể cả phong kiến, thực dân, quân phiệt và dịch bệnh Covid cũng không sánh bằng. Sau khi cướp chính quyền, Cộng sản đã làm điên đảo xã hội, phá nát cương thường đạo lý, hủy hoại truyền thống dân tộc. Chúng núp dưới chiêu bài kháng chiến để tạo ra chiến tranh, khủng bố, sát hại hàng triệu, triệu đồng bào Việt Nam, đẻ ra một thứ nhà cầm quyền u tối, xuẩn động, dùng đảng trị để điều hành quốc gia với một bọn vô học, chỉ biết cấu kết bè phái, đầu tư gian lận, lạm phát tiền tệ, nhũng lạm ngân hàng, dung túng lường gạt, dùng bọn công an tay sai để đàn áp dân chúng, cướp đoạt đất đai, tài sản của dân với các thủ đoạn, đấu tố, chia rẽ, gây căm thù giữa người dân với người dân, cầm đầu những đường dây trụy lạc xã hội như buôn gái, bán bằng cấp giả mạo, ăn chia với các chùm ma túy, tổ chức cờ bạc, gian lận, dung túng du đảng, rượu chè, đỉ điếm, tràn lan. Cộng sản Việt Nam không lo gì cho quốc gia, không nghĩ gì đến dân tộc, mặc cho Tàu Cộng đầu độc môi trường, ngăn chặn nguồn nước sông Cửu Long, khiến đồng bằng miền Nam khô cạn, nhiễm mặn trầm trọng, cướp đi nguồn sống, sự mưu sinh của nông dân và ngư dân. Chúng chia chác với gian thương, khiến giá cả lương thực tăng vọt, đồng lõa với các nhà thầu kinh doanh, làm ra những sản phẩm kém chất lượng, o ép tiền lương công nhân, khiến đời sống họ quá cơ cực, làm việc vất vả, chỉ đủ nuôi miệng, không lo được cho gia đình, con cái. Mỗi ngày, có hàng trăm người tự tử, nhiều hơn số người chết vì dịch Covid. Bọn Cộng sản còn toa rập với lũ truyền thông bất lương, tung ra những luận điệu tuyên truyền xảo trá, dâm ô, văn nghệ lố lăng, ru ngủ quần chúng và đầu độc giới trẻ
để các em, các cháu trở nên hung bạo, sống thác loạn, quên đi cội nguồn. Chúng còn đưa ra hình ảnh tên Điệp Cộng Hồ Chí Minh, một thứ giặc thảo khấu Vân Nam, được tô vẽ là cha già dân tộc để sỉ nhục chúng ta, triệt tiêu nhuệ khí, tinh thần bất khuất, dũng cảm, 4.000 năm văn hiến của nòi giống con rồng cháu tiên. Vì vậy, công việc thỉnh nguyện Đức Quốc Công lên ngôi hoàng đế để cứu nguy tổ quốc đã được dân chúng ủng hộ, đang trở thành cao trào trong nước. Tính đến hôm nay, nhiều binh đoàn Cộng sản Việt Nam liên lạc với các thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tìm hiểu. Một số anh chị em bộ đội còn tỏ ra vui mừng và mạnh mẽ hậu thuẫn việc suy tôn Tổng thống Đào Minh Quân làm Hoàng đế Việt Nam, vì họ mến mộ ngài và đã chán ngấy nạn tham ô, bè phái, thanh toán nhau, tranh giành quyền lợi kịch liệt của bọn đầu sỏ, sâu dân, mọt nước của một chế độ đang bị mục rửa. Sự bất ngờ gây thích thú cho chúng tôi là nhiều tập đoàn sinh viên, học sinh lại tích cực hậu thuẫn cho việc thỉnh cầu này. Theo tin tức do Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cho biết, thì ngày 9 tháng 1 năm 2022, chúng tôi đã nhận được email ủng hộ của tập thể sinh viên tại Thanh Hóa. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, chúng tôi nhận được email tham gia của các bạn thanh niên, sinh viên, trường công nghệ Quảng Ngãi. Ngày 12 tháng 1 năm 2022, đích thân ông Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam Cộng Hòa đã gửi email đến chúng tôi với nội dung như sau. Chúng tôi là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam Cộng Hòa, đồng ý thỉnh nguyện Đức Quốc Công Đào Minh Quân làm Hoàng đế vì xét thấy nước Việt chúng ta cần có một Hoàng đế để thống nhất tinh thần dân tộc. Riêng cá nhân tôi và dòng họ của tôi cũng đồng ý suy tôn Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế, thiết lập nền quân chủ lập hiến, cứu nguy cho dân tộc Việt Nam. Ghi chú, vì lý do an ninh, tạm thời chúng tôi bôi đen tên của vị Chủ tịch Tổng hội Sinh viên, vì vị này dùng tên thật, không muốn dùng bí danh. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.
bài thơ hẹn. Ta trở về đây đất nhớ ngày, thuở Lam Sơn dậy ngọn cờ mây. Vang vang trong gió lời cha dạy, thoáng thoáng dưới vòng xích Bắc, trời Nam vẫn lùi đám nó tay. Anh hùng bốn bề thân đâu ta, xin hãy cùng nhau dẹp hòa này. Nam Quán, năm 2003. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Nhân sĩ và giới trẻ tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, gia tăng trên 100.000 vị. Ngày 17 tháng 1 năm 2022. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, đúng như Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc chúng ta đã tiên liệu, người dân Việt Nam đang bừng tỉnh, không để lọt vào bẫy đập của quân thù. Họ đã tự thoát ra nỗi sợ hãi, sự lo lắng và những suy luận ấu trị, những toan tính chính trị ngu muội, danh lợi phù phiếm, tự ái hẹp hòi để cùng nhau gắn bó đoàn kết chung quanh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Những người Việt yêu nước chân chính đã bắt đầu tìm đến nhau, kết tụ thành một khối đoàn kết để tạo ra sức mạnh vạn năng với mục đích triệt tiêu chế độ tào quyền cộng sản Việt Nam, đương đầu với giặc Tàu Cộng xâm lược. Mặc dù cho Tô Lâm và đàn em tay sai Tàu Cộng vẫn ra sức quậy phá, quăng quại như những con chuông khi bị móc vào lưỡi câu làm mồi cho cá. Vì hiện nay, đa số anh chị em bộ đội đã nhìn ra Hồ Chí Minh chỉ là hình nộm của giặc Tàu để luyện cống thứ hình lộng kiến của y, cùng với lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến đang sỉ nhục dân tộc chúng ta. Càng ngày, những bài viết mạnh mẽ, những lời phát biểu hùng hồn, đầy chính khí, trung can, nghĩa dũng, gói chọn sự quả cảm, hừng hực lòng yêu nước của con dân Việt Nam, của những tướng lãnh, đại biểu, thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từ trong ra ngoài nước thỉnh nguyện Tổng thống Đào Minh Quân xưng đế, đang làm vực sáng niềm hy vọng tương lai của một Việt Nam vào thời kỳ thượng nguồn thánh đức, làm bừng dậy tinh thần hội nghị Diên Hồng quật cường năm xưa. Tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, số lượng nhân sĩ và đồng bào ghi tên tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã vượt qua con số 100.000, tức là 101.915 vị. Đặc biệt, đã có những bạn trẻ, thanh niên, sinh viên mạnh dạn rủ nhau ghi tên trợ lực cho chính phủ chúng ta. Trân trọng, văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Việt Nam vẫn dân
chú dạng người anh đô quang vinh, quyết chí hy sinh cho dân nước Nam được thái bình, đem ấm no cho dân ta đến muôn đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết to thăm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vương chiêu tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Ấm no cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết to thăm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vương chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó. Anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Vương chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm. Việt Nam đào vinh
chúng tôi đại tá Cindy Ly Đào cùng toàn thể quý tướng lãnh, quý giới chức trong thập bát tú, ban thông tin nội địa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng đệ nhất phu nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, cùng toàn thể quý tướng lãnh, đại biểu, giới chức trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Quý khán thính giả của chương trình Thập Bát Tú và toàn thể đồng bào thân thương trong và ngoài nước, kính thưa Đức Quốc công và quý vị, cách đây 3 năm vào tiếp thu ngày Đinh Mùi giờ Hoàng đạo tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất nhằm 11 giờ 11 phút trưa ngày 11 tháng 11 năm 2018 dương lịch, ngay trên đất nước đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ tại tụ nghĩa đường số 10800 Sierra Road, Adelanto, California, trước bàn thờ quốc tổ, trước vong linh liệt sĩ, các vị anh hùng vô danh, trước bài vị của các tướng lãnh quốc gia Việt Nam Cộng hòa, Đức Quốc công Đào Minh Quân đã chấp nhận nhận trọn nhiệm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, thể theo nguyện vọng của đại diện toàn dân ba thế hệ lão niên, trung niên, thanh niên Việt Nam, qua 5 triệu phiếu trưng cầu dân ý và thỉnh nguyện của Đại hội đồng quốc gia để hồi phục danh dự và lòng ái quốc của đồng bào, để cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam kiêu hùng, có đạo đức, kỷ cương, theo truyền thống anh dũng, bất khuất của tổ tiên, nòi giống hùng Việt, để người dân có chủ quyền, được vinh dự là công dân của nước Việt Nam Cộng hòa, không phải là nô lệ cho Cộng sản, không còn bị cầm tù trên chính quê hương của mình, để mai hậu con cháu được hãnh diện sánh vai cùng cộng đồng nhân loại. Ngài đặt mình trong tư thế sẵn sàng tuân hành mệnh lệnh của toàn dân, đứng ra giải quyết những vấn đề trọng đại gây tai ương, kiếp nạn cho sơn hà xã tắc, ảnh hưởng đến an nguy của bá tánh và quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng. Hôm nay, sau 3 năm nhận trọn nhiệm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, con thuyền quốc gia do Ngài lèo lái sắp cập bến vinh quang tại quê nhà, các chiến lược do Ngài đưa ra để lãnh đạo đất nước đã đạt được những thành quả vĩ đại, chiến thắng long trời lở đất trước Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam tại Tòa án Môi trường Quốc tế theo án lệnh INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, là tiếng chuông báo tử cho tà quyền Cộng sản. Cho dù Cộng sản đang dãy chết và đánh phá điên cuồng, nhưng các vị ngôn sứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, có mặt khắp nơi trên thế giới, được sự ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm tờ báo quốc tế và các nhà báo chân chính, đã truyền tải tin tức về tấm gương yêu thương, hy sinh và tận tụy phục vụ nhân dân Việt Nam và cộng đồng nhân loại của Đức Quốc công Đào Minh Quân. Nhất là khi tờ báo quốc tế Epoch Times gần đây đã bầu chọn Ngài đứng đầu danh sách các anh hùng Hoa Kỳ, người dân trong nước đang nô nức tham gia chào đón ngày trở về của Ngài, có hơn 1.109.883 gia đình ghi danh chào đón Ngài, và nhất là số phiếu trưng cầu dân ý hiện tại đã lên hơn 9 triệu phiếu. Chúng tôi hân hoan chào mừng Đệ Tam Chu Niên, Ngài Đức Quốc công Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm Tổng thống trong niềm tin dạt dào tất thắng, với niềm hãnh diện và hạnh phúc được đứng dưới ngọn cờ quốc gia Việt Nam Cộng hòa từ tổ tiên truyền lại
dưới sự lãnh đạo anh minh sáng suốt của ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, chúng tôi nguyện là những người lính tiên phong của đất mẹ Việt Nam, vâng lệnh ngài Đức Quốc Công Tổng thống sẽ mang niềm tin yêu, hy vọng đó để cắm những ngọn cờ thiên tắc thắng trên mọi nóc nhà Việt Nam trong một ngày không xa. Từng thành viên thập bát tú, chúng tôi xin kính cẩn gửi lời chào mừng đến Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng quý đồng bào khắp nơi trên thế giới với những tâm tình nồng ấm sau đây. Chúng tôi, Thiếu tướng Trần Phương Nam, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại huấn từ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân trong ngày tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại Tụ Nghĩa Đường như sau. Việt Nam chúng ta có một lịch sử hào hùng trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Tuy vận nước có lúc thăng trầm nhưng trung liệt hiền thần thời nào cũng có. Họ mãi mãi vẫn là niềm tự hào và ngưỡng vọng của các thế hệ mai sau. Vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, vì cha ông của chúng ta đã sơ xuất để cho Tàu Cộng lừa gạt, dùng tên gián điệp Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam, lập ra đảng Cộng sản để đem tà thuyết và chủ nghĩa Cộng sản vào tàn phá nước ta, gây ra biết bao tang thương thống khổ, tạo ra một thời kỳ đen tối, đớn đau, nghiệt ngã nhất trong lịch sử dân tộc. Những kinh nghiệm đắng cay, đổ vỡ đã trải qua dạy cho mỗi con người Việt Nam cũng như toàn nhân loại bài học sâu sắc để phải cẩn trọng hơn, nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn nhân sinh quan của chính mình và đất nước. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ là bá đạo, chúng tuyên truyền và sử dụng tà thuyết vô thần phi nhân là cốt lõi, tạo ra một tập đoàn lưu manh, ác độc, xảo quyệt, lừa mị tinh vi, tích tụ những thứ xấu xa, khiếm dị, độc hại và bại hoại nhất trong lịch sử loài người. Không có tội ác nào chúng không dám làm. Đó là bản chất của Cộng sản, cần phải bị tiêu diệt. Nhân dịp đệ tam chu niên ngày 11 tháng 11 năm 2021, chúng tôi trân trọng tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Kính chúc ngài mau sớm đạt được thành tựu triệt tiêu lò quỷ đỏ Cộng sản trên quê hương Việt Nam nói riêng và trên khắp hoàng vũ này nói chung. Nguyện xin đấng tối cao trời Phật, hồn thiên sông núi luôn phù hộ độ trì cho ngài được thành tựu viên mãn. Kính cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý vị đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Chúng tôi, Thiếu tướng Trần Lê Thương, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, đại biểu, giới chức trong chính phủ và đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình hôm nay. Kính thưa Đức Quốc Công và quý vị, Việt Nam Cộng Hòa tuy đã bị chôn vùi nhưng chưa chết và sẽ không bao giờ chết, vì Việt Nam là mảnh đất của ngàn năm văn hiến, của vô khởi thủy bất tận cùng, đã tạo ra nhân đạo Việt. Nhân đạo đã là tính Việt, trở nên tinh Việt, tạo ra linh Việt, mở khí nhân, sáng linh tâm, ác nhiên trí tỏ. Minh triết Việt Nam vô song đã tụ trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đệ tam do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thủ bút sau khi ngài hồi sinh nền Việt Nam Cộng Hòa, khai sáng Việt Nam Cộng Hòa đệ tam và nhận trọng nhiệm Tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Chính hồn thiên linh khí ngàn đời của nhân đạo Việt đã tụ trong ngài, trở thành tiếng gọi non sông, quy tụ những anh thư hào kiệt hôm nay dưới ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa đệ tam và cuộc cách mạng tâm trị do ngài lĩnh xướng,
đã đi đến những bước thắng lợi vĩ đại, đã gióng lên hồi chuông báo tử cho chế độ tà trị Cộng sản Việt Nam và Cộng sản thế giới. Là ánh mặt trời bắt đầu hiện ra ở phương Đông, báo hiệu bình minh và những ngày đầy nắng ấm, sắp cởi nguồn phúc lạc trường cửu trên đất mẹ Việt Nam. Khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam của Ngài đặt chân trên quê hương Việt Nam. Chúng tôi hân hoan chào mừng kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên, ngày Đức Quốc Công Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng hòa. Kính chúc Đức Quốc Công và toàn thể quý vị luôn dồi dào sức khỏe, an bình, đầy phúc lạc và ân điển từ Thượng Đế Tối Cao. Nguyện xin ân trên gia hộ cho con cháu Việt Nam Lạc Hồng cùng đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vào thời Thượng Nguyên Thánh Đức, thái bình, thạnh trị, muôn đời. Trân trọng kính chào. Chúng tôi, Chuẩn tướng Trần Nghĩa, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam cùng đệ nhất phu nhân, và kính chào toàn thể quý vị. Từ khi tàu Cộng cài cắm tên gián điệp Hồ Chí Minh giả làm người Việt lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam để đem tà thuyết và chủ nghĩa Cộng sản vào nước ta, tạo ra một thời kỳ đen tối, nghiệt ngã và khủng khiếp. Chúng phá nát linh hồn và bản sắc của dân tộc, gây ra biết bao tai ương, đau khổ cho đồng bào chúng ta. Nhưng suốt bao năm qua vẫn chưa có một lãnh tụ nào xuất sinh để huy động được sức mạnh toàn dân thành hùng lực, vạn thắng vô song cứu nguy cho đất nước. May thay, khi cùng tất biến, Thiên Chúa lại cho con của người xuống thế một lần nữa, cũng như khi xưa người cũng đã từng sai con một yêu dấu của người là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Còn hôm nay, vị thiên sứ đó chính là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Ngài đến để gánh lấy nghiệp chướng của dân tộc và giải thoát dân tộc khỏi bể khổ trầm luân bởi loài quỷ đỏ Cộng sản gây ra. Đồng thời Ngài đến để mang yêu thương, công lý và hòa bình, cũng như thực thi thánh ý của Thiên Chúa là mang thiên đàng đến trần gian, đưa nhân loại đến nơi an toàn, đến với sự sống vinh hiển. Vì sứ mệnh, vì tình yêu quê hương dân tộc trong Ngài luôn cháy bỏng, và vì vận mệnh của đất nước sắp bị diệt vong, nên Ngài đã chấp nhận sự đề cử của quốc dân đồng bào và sự thỉnh nguyện của các tướng lãnh, quý vị đại biểu, giới chức thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đứng ra nhận trọng nhiệm tổng thống để đại diện cho đất nước và đồng bào Việt Nam. Ngài luôn tôn trọng và trân quý người dân, nên lúc nào cũng đặt mình trong tư thế sẵn sàng tuân hành mọi mệnh lệnh của toàn dân. Suốt hành trình giúp dân cứu nước, Ngài đã chịu đựng biết bao gian khổ, thậm chí phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng nhờ vào tài trí hơn người, Ngài đã dùng những đấu pháp, chiến pháp, chính pháp chưa từng có trong lịch sử. Nhờ vậy Ngài đã đem về cho dân tộc Việt Nam một chiến thắng lẫy lừng mà nhân loại chưa từng xảy ra qua phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế. Đây cũng là điềm báo ngày tàn của chế độ phi nhân bất chính vô đạo sẽ đến trong một ngày không xa. Ngài đã chu toàn tất cả mọi việc, quyết định là ở đồng bào, ý dân là ý trời. Hôm nay trong không khí vui tươi đón mừng đại lễ Đệ Tam Chu Niên, ngày Đức Quốc Công Đào Minh Quân đăng quang Tổng thống thứ ba của nền Việt Nam Cộng hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2018, ngày 11 tháng 11 năm 2021, chúng con kính tỏ lòng tri ân và biết ơn đến đức hy sinh cao cả và tình yêu thương vô điều kiện của Ngài và Đệ Nhất Phu Nhân đã dành trọn cuộc đời lo cho đất nước và đồng bào Việt Nam. Chúng con cảm nhận được tình yêu của Ngài tuôn chảy qua huyết mạch của mình. Nhờ có Ngài mà chúng con đã tìm thấy được niềm vui, bình an trong tâm hồn và sự tự do đích thực, cùng niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng sẽ sớm về trên đất mẹ Việt Nam thân yêu để toàn dân được ca vang khúc khải hoàn mà suốt bao năm qua dưới chế độ cai trị của tà quyền Cộng sản Việt Nam, chúng con chưa bao giờ dám mơ nghĩ. Chúng con nguyện một lòng bước theo chân Ngài với xác quyết lập trường, trung thành, trung tín, trung can. Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ Đức Quốc Công, vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng con. Xin phù hộ độ trì, ban bình an đến cho Ngài cùng Đệ Nhất Phu Nhân được nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân và toàn thể quý vị trân trọng. Chúng tôi là đại biểu B20093, thành viên thập bát tú,
Trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam cùng phu nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý tướng lãnh, quý giới chức, quý đồng nhiệm và toàn thể đồng bào Việt Nam kính yêu. Nhân dịp kỷ niệm Đệ Tam Chu Niên, mừng Đức Quốc Công Đào Minh Quân đăng quang Tổng thống nền Đệ Tam. Kính thưa toàn thể quý vị, công cuộc giải thoát đồng bào Việt Nam khỏi ách nô lệ tà quyền cộng sản hiện nay sắp đến ngày khải hoàn. Trong vai trò lãnh đạo con thuyền quốc gia hơn 30 năm qua, với biết bao là sóng gió, khổ nguy, khốn khó, có những lúc tưởng chừng như Ngài Đức Quốc Công đơn độc một mình, nhưng nhờ vào tấm lòng tận trung với Tổ quốc, biết đau với nỗi đau đồng bào, biết nhục với nỗi nhục mất nước, không chấp nhận để Tổ quốc Việt Nam rơi vào tay giặc Tàu, càng không thể để cho đồng bào thương yêu của Ngài bị Cộng sản vô thần đè đầu cưỡi cổ suốt gần 100 năm qua. Trong khi chấp nhận vai trò Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do 3 thế hệ Việt Nam thỉnh nguyện và 3 năm trọng nhiệm với hơn 9 triệu đồng bào trưng cầu dân ý ủng hộ Tổng thống nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, giải thể Cộng sản Việt Nam, đuổi Tàu ra khỏi nước, Ngài đã làm nên biết bao kỳ công và cùng biết bao là hy sinh, chỉ mong cho công cuộc cứu dân cứu nước sớm được hoàn thành, để đồng bào Việt Nam không còn chịu cảnh lầm than khổ cực. Dấu ấn đậm nét nhất trong hơn 30 năm nay, lật mặt nạ tên Việt gian Hồ Chí Minh, gián điệp Tàu Cộng cài vào cướp nước Việt Nam cho Tàu, trước cơ quan văn hóa khoa học UNESCO tại Liên Hiệp Quốc năm 1989, nhân ngày sinh nhật giả Tàu của Y, và thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim do Tòa án Môi trường Quốc tế phán quyết, văn kiện INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, và 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cùng 1 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải bồi thường cho Đức Quốc Công mỗi tên 20.000 triệu Mỹ Kim. Khối tài sản khổng lồ này, chính phủ sẽ mang về chăm lo cho tất cả con dân Tổ quốc Việt Nam. Như thế, đồng bào Việt Nam chúng ta sẽ được cuộc sống vô cùng sung túc. Thành công đó chính là tâm nguyện mà Ngài Đức Quốc Công đã thao thức ấp ủ ngày đêm, tận nhân lực mà tri thiên mệnh, do sự hy sinh miệt mài, dấn thân vì Tổ quốc Việt Nam, vì đồng bào thương yêu Việt Nam, Thượng Đế Trời Phật đã không ngừng chúc phúc nên công cuộc cứu dân cứu nước đang đến gần. Nguyện xin phước lành của Thượng Đế hằng ở cùng Đức Quốc Công và phu nhân. B20093 trân trọng kính chào. Thầy, đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao 3 lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Chương trình Tiếng Nói của Cuộc Dân Vận đã chấm dứt. Kính cảm ơn tất cả quý đồng bào, anh chị em đã theo dõi và lắng nghe. Kính mời quý vị tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý để trở thành công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam phú cường, có tự do, ấm no và hạnh phúc. Qua đường link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us. Và xin kính chúc tất cả quý vị luôn giàu giàu sức khỏe, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị những chương trình kế tiếp. Trân trọng kính chào, tạm biệt. Việt Nam ơi, quê đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, tổ quốc ta, sao bài văn lớn trên xuân hà, xương máu này còn rất quyết đôi. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác thương lưng, sao nỡ để giặc thù xâm lâm, để cùng nhau giành lấy cơ đồ.
đất nước này cha ông tây rừng, con cháu cùng gánh vác tung lưng, sao nỡ thế gặp thù xâm lấn, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công đô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng giữa lưng phá đức xịch xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chí anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, tổ quốc ta, sao mà đang lấn chiếm sơn hà, xương máu này toàn dân tuyết đói. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để các khổ thầm lân, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để các thù xâm lấn, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công nô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho tàu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng giữa lưng phá đức xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để đất của tâm lân, hệ cùng nhau giành lấy cơ đồ. Vào trang tcdi.com, giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, chừng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước. Đâu, ngoài nơi đã mà đem lời gọi mong sao. Thảo chuẩn bị tàu già, cùng chào đón chính phủ cộng hòa trở lại trong quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do. Về một ngày mai mang lên lại Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Xin cầu dân đi, bầu đào minh quân. Giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Chừng cầu dân ý, bầu đào minh quân.